Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em trai xin phép là được giới thiệu với anh em, đó là một siêu tác phẩm trên chất liệu đó là gỗ chắc đỏ đen. Và tác phẩm này thì được bên em chế tác trên một phôi gỗ hình hộp anh em nhé. Đấy, phôi gỗ hình hộp, phôi gỗ rất là to cao luôn anh em ạ. Và hoàn thiện xong rồi thì tác phẩm này có tổng chiều cao là 87, chiều ngang là 42 và chiều sâu cho tác phẩm này là 21. Và như anh em đang được nhìn ngắm đây, đó là một tác phẩm ngài Ngọc Hoàng Đại Đế anh em nhé. Đấy, và tác phẩm này là tác phẩm đầu tiên và cũng như là to nhất mà từ trước tới nay đấy, em trai làm lên tác phẩm ạ. Đấy, và với tác phẩm này thì em trai giao lưu với anh em chỉ là 50 triệu đồng anh em nhé. Đấy, 50 triệu đồng để cho anh em có thể sở hữu được một tác phẩm mà ngài Ngọc Hoàng Đại Đế, chất liệu là gỗ chắc đây ạ. Đấy, một tác phẩm rất là VIP luôn. Đấy, và ngay sau đây thì em cũng sẽ là giới thiệu chi tiết tới anh em, đó là từng cái đường nét đục và cũng như là chất gỗ của tác phẩm anh em nhé, để anh em có thể nhìn thấy ạ. Đấy, tác phẩm này thì em làm rõ luôn cả cái phần mũ này, những cái họa tiết hoa văn rất là kỹ càng anh em nhé. Đấy, em di sát máy quay lại gần để cho anh em có thể nhìn ngắm, đó là những cái phần đánh sân ở phần mũ này, ở diện của ngài đây anh em ạ. Đấy, anh em có thể nhìn thấy ạ, từ phần con ngươi trên trong cái khóe mắt của ngài thôi anh em nhé. Đấy, di chuyển máy quay thấp xuống để cho anh em có thể nhìn thấy cái phần con ngươi trong mắt của ngài đây, nhìn rất là kỹ càng anh em ạ. Và từ những cái phần giải nơ giải nụ anh em này, nhìn rất kỹ anh em nhé. Và một tay của ngài thì đang vuốt râu. Đó, anh em nhìn thấy đó là những cái phần sợi râu bên em tỉa cũng rất là tơi. Đấy, bông hẳn ra. Đấy, một tay của ngài thì cầm cây gậy như ý anh em ạ. Và trên cây gậy như ý này thì em cũng có thiết kế đó là một cái giải nụa nữa, nhìn rất là đẹp anh em nhá. Đó, phía dưới đây anh em nhìn ngắm đi ạ, những cái họa tiết hoa văn này làm rất là kỹ càng, từ những chi tiết nhỏ thì cũng không hề bỏ qua anh em nhá. Và ngài thì đang đứng ở trên những cái làng mây. Đấy, Ngọc Hoàng Đại Đế. Và phía dưới đây đó là cái cổng thành, anh em nhìn thấy ạ, mái này, cửa này, đây là những cái bậc anh em nhé, làm những cái bậc rất là đẹp luôn. Đấy, phôi các phôi gỗ chắc đỏ đen liền khối 100%. Đây em sẽ quay cho anh em phía sau để cho anh em có thể thưởng lãm tứ diện tác phẩm nhé. Tác phẩm này rất là nặng. Đây là phía sau của tác phẩm anh em nhìn ngắm này, đây là phần cầu vai của ngài. Đó, cái áo cầu vai thì bên em đục có cả đục hình rồng này. Đấy, rồng áng mây, những cái họa tiết hoa văn đang bay nơ nửng trên cái tà áo này, và làm những tà áo có cả điểm động anh em nhé. Đấy, đây là cái điểm động của tà áo này, nhìn rất là mềm mại đúng không ạ, mềm mại. Đấy, tác phẩm thì có tổng chiều cao là 87, chiều ngang là 42 và chiều sâu cho tác phẩm này là 21 anh em nhé. Đấy, bề rất là nặng luôn anh em. Và em trai giao đi tác phẩm này chỉ là bao nhiêu ạ? 50 triệu đồng thôi. Đấy, 50 triệu đồng để cho anh em có thể là sở hữu được tác phẩm ngài Ngọc Hoàng Đại Đế, chất liệu là gỗ chắc đỏ đen anh em nhé. Đó, và anh em có thể nhìn thấy đó, rất là to. Đấy. Và anh em nào mà quan tâm hoặc cũng như là mong muốn hữu duyên tác phẩm thì có thể là nhấc máy lên và alo trực tiếp với số hotline của em trai 0789 336 318 hoặc cũng như là 0971 336 318 để có thể được bên em gửi những hình ảnh chi tiết và sắc nét nhất. Đấy, và tư vấn cụ thể với toàn thể anh em nhà mình. Và em cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Và hẹn anh em ở một video mới nhất anh em nhé.